Rồi, lớn hai các bạn. Dạ. Đây là đập cống ngầm ha của hồ Dầu Tiếng. Ở bên kia cái bông gió, cái hình y cái bông dụ, cái đó là đập chính. Chắc mình sẽ chạy lên đó cho các bạn xem một lần cho biết. Bên kia là nuôi cộng ha. Đúng là bên đây là dướng cái bờ đê rồi, các bạn không thấy đâu. Giờ mình đánh con phít sen 10 gram. Trước đi với anh Nhật mà bữa nay anh kẹt rồi, tôi đi mình. Hy vọng là kiếm ăn được. Rồi, lớn hai các bạn.
Dạ. Wow. Ôi cha 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 cha. Có rồi, có rồi. Cuối cùng cũng bắt được một con. Cả một ký rồi các bạn. Cho em nói vô vỏ. Yên nữa nha. Ăn con fish sen 10 gram. Giờ tới đây mới táp mà mình không chụp quay. Con gì đây? Một em nữa. Quá tuyệt vời luôn. Em này hơi nhỏ, chắc mình thả quá. Cũng không nhỏ các bạn, cũng lớn á. Để Hồng Anh quyết định số phận nó sao nha. Nó cũng không nhỏ luôn rồi. Ở đây nó cũng đâu có chết rồi này. Nó khỏe. Con này cũng không nhỏ. Con này nó... là cả người chúng ta chờ. Thank you.